Kính thưa một tòa tham hiện chế nãy hội phụ nữ thành phố Lai Châu chúng châu tức lồng căn hội liên hiệp phụ nữ có cấp như trẻ e quân tông. Bà này chúng châu tức quân tăng có tiểu trẻ dân ú phát triển kinh tế xã hội yếm tể bùng tò tu tổ chức hội chân quân dân phào một tòa lâm dài trên mảng phiền. Sau các cổng các thời liệp tổ chức hội chân quân, chàng hộ chứa mình nãy thành phố Lai Châu sang tàng xía những hội liên hiệp phụ nữ hát chẳng trong năm tháo châu lồng công thành các hội viên cho nhà châu khớp. Quân tống mùa xếp tuệ, nồng xin trà chăn, thành tòng dẫn chẳng mấy quân xin bu mùa xếp tuệ ca, khoai lớp gió chẳng, chào thành lò công châu. Nhà này, tỏ sẽ chế biển vào các buồn cho tại bu mùa xếp tuệ mà nó mình tào lô yâm trà tình chào yâm xì huế. Nguyễn Thị Hướng tỏ như trà tình dân thành phố Lai Châu săn thẳng xía như lò suối tùng lăng, xê tổng hứa hiệu khuất trà tình cho nhận châu hấp liều bằng khoai tú mâu hình cho nhận tràng piêu. Tốt hội phụ nữ thành tón dân, tỏ như trà tình tốt các ngân hàng chính sách xã hội như buôn trình tài mái ngồng, mái má ruồn tài uy dung, cùn mài. Thẳng đá tài, tỏ như trà tình có mài thò chỉ biết tàu mà, bua tàu ngồng trình tông lồng hân. Trên tài nhiên tỏ họ anh choàng thảo hiện xin xích ra, bè nông gàng bùng béo, trong bài hiện hàng cho liều bốn xin, tốt thảo nhị bé hùng chịp chiếu xin lệ. Trang đẳng như bữa trong mẹ tế bốn xin, cháu các thêm ngân hàng như bốn xin chọc chân tè, mẹ suy ngông, mẹ mà dân tè uy cúng tè mẹ. Tháo nãy tè trả tình chúc mẹ thò chỉ yết tàu mà, bữa tàu suy ngông, bằng mày mà cho mày mày hồng hứa uy dũng xanh khu tháo nay tài xe trả tình chung biển té á săn tàng xiến như hội liên hiệp phụ nữ y sản mà tháo đùa năm chi hội hiện xin lệnh pha chịu chết làn hội viên ta sẽ ế cháu dân hội viên cho nhận cho hấp có cấp hội chung cho lồng phong trào một chiếc tỏi làn thánh làn cho nhận cho hấp biển phào tham thảo khoai có mô hình cho nhận trảm biếu, thành tổng dân ngân hàng buôn mùa xếp miền các buôn dìn. Quần tổng mùa xếp tuổi, chọn dân trình liệp mô hình, tham thảo khoai lớp giáo trảm buôn mùa xếp tuổi. Bảng ta tu trệ ế, dấu nhận trảm biếu tài, thật ý chẳng, chúng mày thảo phạt trị buồn bế như hội viên, yêm hội, tức công lành cho nhận cho hấp liệu có cấp. Lò tu chiến cao mình, có cấp hội phụ nữ xìa, trung thành túc hội viên mài cao cho nhà biển phao hàng tông siêu túc nhuận siêu thang ổn tịnh xế giấy các buồn xây liệp tỉ bung kiến hoa bút dài chân phao xế nhà hội phụ nữ trung thành tông chân ngân hàng chính sách xã hội như buôn trình buôn hội viên ca cho nhàn mà tế chỉ hội trung cản cáp tốt trình liều chân buôn hội viên chiếm ca yang này hát là mùa xuyên miền trung mài buôn trình châu nhàn châu hết. Bản chất tế bùng như đào thơ lùng ế cháu, mà chăm nhu trà tòng hiếu tu trẻ ế choáng chiêu, chẳng hồ. Nít nay, Phạm Thị Tư Thọ, yêm thành phố Lai Châu phường đoàn kết, chỗ choáng tu trảm biếu, chiêu, linh chi, cháu vân chi, yêm phường quốc tiền như tổ dân phố sổ y. Choáng nát tiểu chiêu cho tu trảm biếu tài trung thành tỏ như trà tình siêu tu nhuận siêu on tình. Cháu dân nay chúng xây dựng tiểu sản các dân nhạc dấu hấp yếm tể bung. Xây dựng làn miền hai doán chiêu đông trùng hạ thảo yếm trọng nhà này. Địa y sinh lệnh nhìn cho phan nhà nhân hàng tàu Phạm Thị Tư tỏ mảng bọt. Nên nãy mà chăm cơ sở doán nất tiểu chiêu. Tỏ chỗ yếm thiếu năm. Mặc hóa trang tổng tại doán đông trùng hạ thảo. Yếm chia tại doán bài nhủng chiêu tại phù su mà xuất tể bung. Bản dân đào tể cho trà tình như trà tòng, bìa ít sẽ lại nhìn cho phan nhà như phê hà, thư tỏ, chỗ xe choán thò, bua chín bùa, chiêu linh chi, vân chi, chiêu liều trong hồ choán cấu mảng trong bọt châu tu tràng biếu, chiêu xuất tu rủi, họp tròi yếm thành phố Lai Châu, như lùng ế. Như trang chiêu yang y chế lệnh nhì chả phạm hiáng như phê lá hứa tè, như mảng quạt chiêu chẳng tốt rời, mắc cảnh quạt mè canh nhãn chiêu bút chất. Không chưa thấy có hiện tượng bị sâu bệnh gì. Không chiêu liêu hiện hai nhỉ hắng, Phạm Thị Thư Thỏ như cơ sở toán chiêu linh chi vân chi có kết tốt mài. Bản lụng ấy họp, mất dù nổng điều hòa cho bốn lụng ấy làng dũa, cổng bơ miền dâm thành phố ấy mài xăm.
công trình dỗ mất nàng hàng chung tháng này cùng các đoàn chiêu linh chi vân chi âm thành phố Lai Châu chủ xuất bước trình chỗ trăm bê dân bẹ năm tỷ bung sau dân này chiêu tốt đoàn kiêm đấy mày đìa lắc sĩ trăm dân này cầu phát mày trả tiền thang thấy miền đoàn chiêu siêu tốt nhuận siêu ổn tình căn chắc ý trả như trả tiền chiêu linh chi sẽ giật chặt mày thảo giật chú nhị bét xin tiền chiêu vân chi xây dựng chan mẹ thảo ý chú bất bết xin xin bảy năm tể bung xây dựng mẹ chiêu cho liều tỉnh quân xin không tốt thảo như chỉ buồn bết như xin lệ nó xây dựng yếm thành phố Lai Châu anh tốt dạng như chập chết buồn bết thảo phà chập buồn bết như xin lệ này nó cũng lấy từ cellulose chỉ lưu công các trang có màng xe như quạt chiêu họp tể bung như đào thơ lụng ế mắc cảnh chủ động điều hòa cho buôn lùng ế làng siêu lo hè tháng này xe chúng mà nặng chiếm chìm chăm trắng chiêu giờ chúng tham chân anh khoe trang tòng tè trắng nát để chiêu chăm chân pháo ở trên cái Lai Châu của mình vì vậy mà tôi đang phát triển với diện tích nó rộng hơn như thế này nữa. Phạm Thị Thư Tỏ Trang Tú Trang Biếu Triều Linh Chi Vân Chi Yêm thành phố Lai Châu mắt trẻ xích khung nhiệt làn mùa xếp miệt quay liều tham tú xê dầu thao tú tỏ trẻ tình biển pháo hắn này xê khó nhiệt tiêu dầu bùn nhiệt gió mùa xếp tỏi yêm tể bùng hiếu tú hộ gan y dặn thư tỏ như cơ sở trang Triều Linh Chi Vân Chi trong mải công bùn nhàng bia tháo xỉa làn mùa xếp tỏi yêm thành phố dầu ổn tình. Thì đồng chí Phạm Thị Thư là Phạm Thị Thư tỏ xe dễ làn hội viên mùa xếp miền nghiêm tổ dân phố số Pia nhìn xe dễ làn hội viên lắc xỉ túc khá triền hà tham chất chẳng tiểu công chẳng hồ chiến nay tỏ trắng chiêu linh chi vân chi xe trung siêu túc chỉnh phê duân nồng lắc xỉ chăm bùn trả tình chung hang mè thêm công bùn miền bản nghiêm tẩy bùn dấu no bằng đá xe miền bản chung ảnh đó tốt thêm trình đồng xăm hàng chia nay phong trào mùa xếp tòi xuất khát do nhàn biển phao tụ hội liên hiệp phụ nữ phường Tân Phong quận Tông chung quạt cho tốt lắc xì chẳng tiêu nhà này mai mùa xếp miền do nhàn do hấp liệu sắp phao các quận toàn thể bùng như kinh tế xã hội phao xếp nhà làn mùa xếp miền tốt công lành xe Tòa Thảo Vũ Thị Nhung Tỏ, hội viên Yêm Chi Hội Phụ Nữ Tổ P. Tê Xê Yên Đàn, hội viên Lắc Sĩ Triền, miền diêu miền, nồng khắc dâu nhạn biển pháo bút trà tình, dâu chăm tiểu câu tháng uy tùng trang tiêu. Hồ Nhung Căn Pháo Chê, Màng Lưu, miền màn Yêm Tỷ Phung Nhe Trệ, tê chỗ Năn Tu Quân, công cấu màng, bùng tam bảnh quân quân tùng. Bằng này, thay y giản tay, tên như tùng hát giản giúp phát hàng ổn tình, tùng hân mắc huân nghiệp bành, trong bài nhận hàng cho lưu dành quân trình, công quý xe tẩy bùa trong siêu duấn tháo nhị bếp chiếu trình lầy. Như pháo nai tè, uy tùng dạng y xe lệnh hiện hàng quơ, nhiêm chẳng hồ uy tùng. Như chung quả tùng lòng hân, bắt nhiệt chủ hát nhiều bảnh quân, sẽ bùa ạt chủ bùng tăng bảnh. Cho chất nả xe, bùng cáo đi bùng tăng bảnh quân, quân tung nhắn, xeo, căn đông kỹ thuật. Tháng này tung xây lồng hân lô xếp. Công chung xe, tòa thò dẫn làn nồng xuân miền tháng yê. Uy tung chung xe dẫn tiểu cao cho nhắn quân tăng, thính trả tình siêu thu chỉnh hê dân nồng. Phường Tân Phong như tổ dân phố số PI giản bài thò triệu làn hội viên mùa xếp miền cho nhắn dấu khớp liều. Này xây dựng sắp mảnh công thắng, má mải hồng hùa, há choang cành choang ủy ung sành khu trẻ tùng. Mùa xếp tòi, cụ làn bài cụ làn như dễ gió nhàn, mũ quấn nhiệt khai chung, càn dân nhiệt tiểu hiếu thắng. Nhiệt hiếu nồng khắc gió nhàn, dầu thọc bức tròi phào nhâm cắn như tỉnh cung, các buồn to mùa xếp tòi như muộn nhịa, mà nó mình tàu nhâm trà tình sao xì huê. Nói chung là chị em trong tổ dân phố thì công chút mùa xếp tỏa nhiêm tổ dân phố lắc xì thoàn chìa. Nhiêm y chê lệ nghi chả pham nháng ưa, chi hội xê mè, chút chả pham làn hội viên. Thảo y chê lệ nghi chả phê nháng này, anh xàng lãnh thêm hội viên bịa hội. Y chán xê mè thò, chút chả lụa làn hội viên. Mùa xếp tỏa nhiêm chi hội lắc xì thoàn chìa, cho tỏa cho nhàn cho hấp.
Tông này mà tế mùa xích tỏa xe uy dụng sành khu trẻ tùng, mà tế anh khoe quan mãi mãi hồng hưa, mãi nhận hết như cả này. Chính tại nhê mùa xích tỏa chung châu dòe mê nhũng phong trào, thăng theo u thể dụng thể thao lo hè. Rồi là dịch vụ bán các cái mặt hàng thiết yếu. Và thành tố có làn mùa xếp tỏa yêm hội dập biển châu sẽ xếp dập biển biển phao trang hồ thảo nát thành phố Lai Châu phường Tân Phao như hội Liên hiệp Phụ nữ Anh Trần Lầu Căn Trung ương, hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, hội Liên hiệp Phụ nữ Xanh, hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố nhất dạy ế sau châu lống chính trị nhất dân u yêm tể bung lò cao bù mùa xếp biển sai cho nhãn châu khớp liều châu lống có máy chương trình căn tể bung nhanh nhủng ấy dùn phong trào sai tỏa châu nhãn châu khớp liều xây liệp phụ nữ Lai Châu yêm y giản như mùa nhìa cùng các huấn tông xây liệp cha tình hồng phú có chương trình dự án đề án yêm hội buôn nhiệt khai cán bộ hội viên mùa xếp miền như phường hiếu tú anh sang hiển chia sẻ thành các mùa xếp miền cho nhàn xây liệp cha tình hồng phú thanh thảo mùa xếp tỏa yêm phường cam dân xuất quân dình tàn mãi mãi hồng hùa ê cán khoa học kỹ thuật biện mình cho nhàn. Sáng rất này, anh dồn lòng phong trào mùa xếp tỏi làn thánh làn dấu nhàn biển pháo. Tham tháo xây liệm có nông sàng mâu hình tu mùa xếp miền dấu chiếu, khoai trăm mâu hình hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết dấu nhàn, các buồn, dấu tráng căn dễ dây tán trầm ngọ, yêm tể bung. Yêm nông nhàng chiến ấy, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường chung cho thảm mạnh công nồng chiến tại nhất dây động kha ta cho ê tè cho nhàn châu hấp. Tông này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường chung mình tè chuẩn bữa tháo hội viên mùa xếp miền cho lông công, làn thình làn cho nhàn châu hấp. Cho dân này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường chung quý họp cho dân có máy ngân hàng buôn hội viên ca trình cho nhàn. Giang này, có làn hội viên chung mẹ buôn trình cho nhàn biển pháo, tế bung mè cho mô hình cho nhàn lát xì chàng biêu tụ mùa xin miền cho chiêu. Còn đối với lại chị em hội viên phụ nữ nông thôn thì cũng tập trung về phát triển kinh tế mô hình vườn ao chuồng. Tôi hiểu hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố mày hiện đang tổ chức cơ sở hội sau lụa cho pham đông chi hội phụ nữ tổ dân phố láng giang. Lém cô hiện xin làn hội viên, tham hàng chiến hết dấu các phong trào, mùa xếp tỏi làn thánh làn cho nhàn cho hớp, dấu quân trà tình biển phao. Hội viên mùa xếp miền trong đồng khác, thảo có lớp tập huấn cổng các dấu nhàn, cổng các quân lễ quân xin, hưu tụ kỹ thuật uy dũng hạ choáng. Bản dân trà tình như quân xin, tài choáng trà, choáng đèn, uy dũng sành khu trẻ tùng, các bần có mô hình dấu nhàn. Sản dân này mùa xếp tỏi họ anh hưu tụ các xin cúng biệt quý liều chân thành khác, có làn mùa xếp miền trưởng mạch các dấu nhàn biển phao. Cháu dân dấu dòe chính trị quốc mái nhê dân u, trung hang dấu lồng có mảnh phong trào, tu hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, chỉnh tông dấu này. Xây như bừa trung dấu nồng chiên tòa thảo đề án chua bế và chạm chua, thành hội viên dấu nhàn. Cháu thành khá mùa xếp miền mẹ các dấu nhàn nguyên tăng, bần tôi nhận làn chưa miền nghiêm trà tình. Bản dân nhận khai phong trào này, như bừa trung trời liệm tu, quân trình tài liều dân thấy miền trẻ miền, thành hua miền xếp miền, mẹ bước trình dấu nhàn. Thảo y chàn tè như vừa chung mẹ và chịu chua hua mùa xếp miền, tụ ca thò cũng bè chứ bước trình tè dấu nhàn dấu hấp. Trên liềm có nó mô hình dấu nhàn, hát choang cành choang mua gàng bùm bèo, mãi mãi hồng hứa. Giang này mùa xếp tòa chung mẹ các dấu nhàn nguyên tăng. Mãi năm mình tò nhâm trà tình cho nhâm sĩ Huế. Bằng dân ở tế bước trình này như vừa giúp phối hợp cho dân có mảnh ngân hàng nhiêm thành phố, năng ngân hàng, chính sách, ngân hàng, bưu điện, liên viện, buôn mùa xếp tòa ca châu nhàn châu hấp, tại yên xê mùa xếp tòa mất trụ, tỏ hát nhũng mình tóm trình. Cổng các xây liệp có mô hình chạy ế thành các mùa xếp tỏa chạy tán trầm ngọ yêm trang hộ chiến nay mắt chạy xây khung dễ tiểu chạy ế mình tu chạy chia tu có cấp hội phụ nữ thi xuất tài hăng. Họ sẽ anh cho tài tu dệt choáng hội viên lót xì tổng ế. Nhà này dệt choáng mùa xếp tỏa trong lầm dòi thành các dấu nhàn. Bản dân chào mạnh quân trình trá tỏa các trình tài lo hài thành các chạy tán trầm ngọ quân tàng. Sản xuất này chúng xe dẫn tiểu các dân nhàn tại phun hội Liên hiệp Phụ nữ có cấp anh còn nồng khách
chia cho giỏi có mảnh phong trào phối hợp cháu rất có cấp có ngành bảng dẫn tể bung nghe tể tàu khoa chắc mô hình cháu nhàn cho bút giải pháo giống cả nghe tể bung.